Sáng nay ngày 23 tháng 10, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao tỉnh Gia Lai cho biết đoàn vận động viên Gia Lai đã giành được 4 huy chương ở giải vô địch karate quốc gia diễn ra từ ngày 16 đến ngày 22 tháng 10 tại tỉnh Lạng Sơn. Gỡ khó cho doanh nghiệp tại khu công nghiệp Trà Đa Sở Tư pháp vừa ban hành kế hoạch số 58 về tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2023. Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp bằng giao nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tại xã Đắc Tơ Ve. Trên 120 tăng ni Phật tử hiến máu tình nguyện, dự án hành trình xanh trồng 2.000 cây tại xã Sông An, gia lai thêm một trường hợp tử vong do sốt xuất huyết. xin kính chào quý vị, quý vị đang xem bản tin 24 giờ của Báo Gia Lai điện tử được phát sóng vào lúc 19 giờ 30 phút. Bản tin hôm nay thứ hai ngày 23 tháng 10 năm 2023 sẽ có những nội dung chi tiết sau. Kính thưa quý vị, sáng nay ngày 23 tháng 10, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao tỉnh Gia Lai cho biết, đoàn vận động viên Gia Lai đã giành được 4 huy chương ở giải vô địch karate quốc gia diễn ra từ ngày 16 đến ngày 22 tháng 10 tại tỉnh Lạng Sơn. Giải năm nay quy tụ hơn 400 vận động viên của 38 đoàn là các tỉnh thành ngành trong cả nước tham gia tranh tài. Giải có sự góp mặt của hầu hết các vận động viên tốt nhất của Karate Việt Nam, trong đó có nhiều võ sĩ vừa trở về từ ASEAN 19 tại Trung Quốc. Các vận động viên thi đấu để tranh 30 bộ huy chương, trong đó có 5 bộ huy chương ở nội dung quyền và 25 bộ huy chương ở nội dung đối kháng theo từng hạng cân cá nhân, nam, nữ cũng như đồng đội. Tại giải này, Gia Lai có 10 vận động viên tranh tài đều ở nội dung đối kháng. Kết thúc giải, đoàn Gia Lai đã giành được 4 huy chương gồm một huy chương vàng, hai huy chương bạc và một huy chương đồng. Với thành tích này, Gia Lai xếp thứ 11 trên 38 đoàn tham dự. Tấm huy chương vàng duy nhất của đoàn Gia Lai thuộc về vận động viên Nguyễn Thị Hà Phương ở hạng cân 68 kg nữ. Hai tấm huy chương bạc thuộc về vận động viên Nguyễn Thị Khánh Ly ở hạng cân 44 kg nữ và Đỗ Võ Đại Hùng ở hạng cân 54 kg nam. Vận động viên Ngô Thế Vinh giành huy chương đồng ở hạng cân 62 kg nam. Hạ tầng xuống cấp vướng mắc về công tác phòng cháy chữa cháy, thời gian làm thủ tục thuê đất kéo dài, an ninh trật tự chưa đảm bảo là những khó khăn mà nhiều doanh nghiệp tại khu công nghiệp Trà Đa thành phố Pleiku gặp phải. Các đơn vị quản lý cũng như các ngành chức năng đang nỗ lực tháo gỡ những khó khăn này nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động trở lại. Ông Nguyễn Như Trình, trưởng ban quản lý khu kinh tế tỉnh cho biết, Khu công nghiệp Trà Đa có 63 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký 3.590 tỷ đồng. Trong 9 tháng năm 2023, tổng doanh thu thuần của các doanh nghiệp đạt 3.350 tỷ đồng, tăng 17,4% so với cùng kỳ năm 2022, nộp ngân sách nhà nước 131 tỷ đồng, kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 230 triệu USD, tăng 26%. Hiện có gần 1.900 lao động đang làm việc tại đây, với thu nhập bình quân 6,3 triệu đồng trên người trên tháng. Các dự án tại khu công nghiệp Trà Đa đã góp phần tạo việc làm cho lao động địa phương, tăng thu ngân sách, tạo động lực cho phát triển kinh tế xã hội và chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng tích cực. Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, nhiều vướng mắc khó khăn đã nảy sinh đối với các doanh nghiệp tại đây cam kết tiếp tục đồng hành hỗ trợ các doanh nghiệp trong quá trình triển khai dự án. Trưởng ban quản lý khu kinh tế tỉnh cho biết, ban quản lý đang phấn đấu giảm 30 đến 70% thời gian giải quyết thủ tục hành chính, công khai minh bạch các thông tin liên quan đến hoạt động đầu tư trên website của đơn vị. Đồng thời, cố gắng nắm bắt kịp thời những khó khăn vướng mắt của doanh nghiệp để phối hợp với các đơn vị liên quan nhanh chóng tháo gỡ, đối với các doanh nghiệp đã được đồn đốc nhắc nhở nhưng không quan tâm thực hiện và tiếp tục vi phạm bang sẽ lập danh sách gửi cơ quan thanh tra xử lý theo quy định sắp tới bang sẽ ra soát để đề xuất ủy ban nhân dân tỉnh thu hồi các diện tích đất mà doanh nghiệp không triển khai xây dựng dự án tránh trường hợp chiếm đất hoạt động cầm chừng lãng phí đất đai Thưa quý vị, Sở Tư pháp vừa ban hành kế hoạch số 58 về tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2023. Cuộc thi được tổ chức nhằm hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 9 tháng 11, góp phần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật và cung cấp kiến thức pháp luật về một số lĩnh vực liên quan đến đời sống, học tập và làm việc của người dân. Cuộc thi được tổ chức thành 4 cuộc thi, phần gồm tìm hiểu pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân trên môi trường điện tử, không gian Internet, pháp luật thực hiện dân chủ ở cơ sở xã phương thị trấn, cộng đồng dân cư trên địa bàn cấp xã, cơ quan, nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức có sử dụng lao động. Pháp luật về phòng chống rửa tiền của tổ chức cá nhân nhằm hợp thức hóa nguồn gốc tài sản, phạm tội mà có. Pháp luật về phòng chống bạo lực gia đình nhân diện các hành vi cố ý gây tổn hại hoặc có khả năng gây tổn hại về thể chất, tinh thần, tình dục, kinh tế đối với thành viên trong gia đình. Thời gian tổ chức cuộc thi từ ngày 7 tháng 11 năm 2023 đến ngày 4 tháng 12 năm 2023. Cụ thể cuộc thi thứ nhất từ 8 giờ ngày 7 tháng 11 đến 17 giờ ngày 13 tháng 11, cuộc thi thứ hai từ 8 giờ ngày 14 tháng 11 đến 17 giờ ngày 20 tháng 11. Cuộc thi thứ ba từ 8 giờ ngày 21 tháng 11 đến 17 giờ ngày 27 tháng 11 và cuộc thi thứ tư được tổ chức từ 8 giờ ngày 28 tháng 11 đến 17 giờ ngày 4 tháng 12. Đối tượng tham gia là người Việt Nam sinh sống, làm việc trên địa bàn tỉnh Gia Lai từ 15 tuổi trở lên. Hôm nay, ngày 23 tháng 10, tại thị xã An Khê, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư Bế mạc Khóa học hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023 cho các doanh nghiệp của huyện Cờ Bang, Mang Giang, Công trợ Ro, Đắp Bơ và thị xã An Khê. Theo đó, trong thời gian 11 ngày, từ ngày 13 đến ngày 23 tháng 10, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư đã phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn Đấu thầu Đất Việt tổ chức 3 khóa học hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023. Đại diện trên 3.000 lượt doanh nghiệp tham gia khóa hỗ trợ được tìm hiểu các chuyên đề, tổ chức tuyển dụng, đào tạo, phát triển nhân sự, các nội dung về chuyển đổi số quan đến khởi sự doanh nghiệp, những vấn đề về thị trường, marketing và bán hàng, tổ chức quản trị tài chính, dòng tiền, quản trị rủi ro và quản trị chiến lược. Hôm nay ngày 23 tháng 10, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Chi Bả tỉnh Gia Lai phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Đắc Tư Vê bằng giao nhà đại đoàn kết cho gia đình ông Diêu tại làng Hờ Đê. Gia đình ông Diêu thuộc hộ nghèo của xã, gia đình ông lại đông con. Căn nhà gia đình ông đang ở được xây dựng nhiều năm đã xuống cấp, không có khả năng sửa chữa. Sau hơn một tháng thi công, đến nay căn nhà mới đã hoàn thành và bàn giao cho gia đình ông Diêu sử dụng. Ngôi nhà có diện tích 48m2 gồm một phòng khách, hai phòng ngủ, mái lập tôn, nền lát gạch men. Tổng kinh phí xây dựng 105 triệu đồng. Trong đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện hỗ trợ 70 triệu đồng từ nguồn quỹ do Tập đoàn Cao su Việt Nam ủng hộ cho quỹ vì người nghèo của tỉnh. Số tiền còn lại là do gia đình đóng góp và sự hỗ trợ giúp đỡ của anh em bà con trong dòng họ. Chiều ngày 22 tháng 10 tại Chùa Bụi Nghiêm, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu tình nguyện tỉnh phối hợp với Bệnh viện Quân y 211 Quân đoàn 3 và Phân ban Gia đình Phật tử thuộc Giáo hội Phật giáo tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình Hiến máu nhân đạo đợt 1 năm 2023. Với thông điệp mỗi giọt máu cho đi một cuộc đời ở lại, buổi hiến máu đã thu hút trên 120 tăng ni và Phật tử trên địa bàn tỉnh Gia Lai tham gia hiến máu, Kết quả, Bệnh viện quân y 211 đã tiếp nhận được 98 đơn vị máu an toàn, phục vụ điều trị cho bệnh nhân. Được biết, trong 3 năm qua, từ năm 2020 đến 2022, phần ban gia đình Phật tử thuộc Giáo hội Phật giáo tỉnh Gia Lai đã tổ chức 5 đợt hiến máu và tiếp nhận được 437 đơn vị máu an toàn, góp phần vào công tác cấp cứu và điều trị bệnh của ngành y tế. Bản tin xin được tiếp tục với nội dung sau. Ngày 22 tháng 10, dự án Hành trình xanh phối hợp cùng Đại đội 19 Sư đoàn 2 quân khu 5 trong cây xanh tại xã Sông An, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai, theo đó, hơn 50 tình nguyện viên và cán bộ chiến sĩ đại đội 19 và dự án Hành trình xanh đã trồng 2.000 cây keo lai tại khu vực thao trường của đại đội 19 ở xã Sông An. Đồng thời, dự án Hành trình xanh đã tặng 20 cây mít thái cho đại đội 19 để trồng trong khuôn viên của đơn vị. Cùng ngày, dự án Hành trình xanh đã hỗ trợ sửa chữa và tặng quà cho bà cứ sinh năm 1957 ở làng Con Hoa, xã Hà Ra, huyện Mang Giang, bị bệnh tâm thần, có con bị khuyết tật, tộc kinh phí sửa chữa nhà và quà tặng hơn 10 triệu đồng. Được biết, từ đầu năm 2023 đến nay, dự án Hành Trình Xanh đã phối hợp với các đơn vị trồng gần 100.000 cây xanh, tặng hàng trăm phần quà cho người dân trong và ngoài tỉnh. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Gia Lai, tỉnh vừa ghi nhận thêm một trường hợp tử vong do sốt xuất huyết. Đây là ca tử vong thứ hai do sốt xuất huyết tính từ đầu năm đến nay. Ca tử vong là chị LVN sinh năm 2001, thôn Tư Lương, xã Tân An, huyện Đắp Bơ, tỉnh Gia Lai. Tiền sử bệnh nhân khỏe mạnh, không mắc bệnh gì. Ngày 5 tháng 10, bệnh nhân khởi phát bệnh với chẩn đoán sốt xuất huyết đền gơ điều trị tại nhà. Sau 5 ngày điều trị, bệnh nhân không đỡ, mệt nhiều ăn uống kém, đau bụng vùng thường vị. Ngày 10 tháng 10, bệnh nhân nhập viện tại Trung tâm Y tế Thị xã An Khê. Qua thăm khám, bệnh nhân nôn ói nhiều, đau hai sườn phải, mệt nhiều ăn uống kém, gan lớn 3cm dưới bờ sườn, chẩn đoán sốc sốt xuất huyết đến gần ngày năm Ngày 11 tháng 10, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định. Tại đây, bệnh nhân tiếp tục được điều trị nhưng bệnh tình không thuyên giảm với chẩn đoán. Sốc, sốt xuất huyết đen gơ nặng, ngày 6, không đáp ứng bù dịch và vận mạch trên nhiễm trùng huyết, trên suy đa tạng. Sau hơn một ngày điều trị, bệnh nhân không đỡ và đã tử vong vào ngày 12 tháng 10. Được biết, trong tuần, Gia Lai ghi nhận thêm 186 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết, nâng tổng số ca mắc sốt xuất huyết từ đầu năm đến nay lên 4.170 ca, trong đó có 2 trường hợp tử vong. Các huyện có nhiều ca bệnh nhất gồm Đức Cơ 738 ca, Dịp Rông 601 ca, Cổ Đông 3 453 ca, thành phố Lê Cô 473 ca, thị xã An Khê 423 ca. Dịch bệnh xảy ra ở 191 trên 220 xã phường thị trấn của 17 trên 17 huyện thị xã thành phố. Thông tin trên cũng đã kết thúc bản tin 24 giờ của Báo Gia Lai Điện Tử hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào bản tin ngày mai.